Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, sau hơn một tháng hoạt động trong hoàn cảnh giãn cách xã hội và phương thức 3 tại chỗ, xuất khẩu thủy sản trong tháng 8 ước đạt khoảng 520 triệu đô la, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm ở hầu hết các sản phẩm chủ lực. Trong tháng 8 năm 2021, xuất khẩu tôm, cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc, cua ghẹ và cá biển khác đều giảm từ 35 đến 40% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng, xuất khẩu thủy sản vẫn tăng khoảng 6%, ước đạt 5,5 tỷ đô la. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt gần 2,4 tỷ đô la, tăng 4%. Xuất khẩu cá tra vẫn giữ tăng trưởng 7%, đạt 980 triệu đô la. Xuất khẩu cá ngừ tăng trên 10%, đạt 460 triệu đô la. Mực, bạch tuộc và các loại cá khác chỉ tăng nhẹ 2% và 4%. VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản trong tháng 9 sẽ tiếp tục giảm ít nhất 20%, đạt khoảng 660 triệu đô la.